Duy Khang và Thi Nhung xin kính chào quý khán giả của Việt TV Radio. Quý vị đang đến với phần tin top news cho ngày Chủ nhật 8 tháng 4 2018. Và sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết đầu tiên cùng với Thi Nhung. Kính thưa quý vị, để mở đầu cho phần tin top news là các bản tin có liên quan đến tình hình trên thế giới cho biết. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc kêu gọi tăng cường viện trợ cho Congo. Người đứng đầu cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc UNHCR vào hôm thứ Bảy 7 tháng 4 đã kêu gọi cộng đồng thế giới tiếp tục chung sức trong việc viện trợ nhân đạo cho quốc gia bị chiến cuộc tàn phá Congo nhân chuyến viếng thăm chính thức tới các trại tị nạn ở thành phố South Kivu của Burundi. Ông Filippo Grandi, cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết, ông hy vọng chính phủ Congo sẽ cử đại diện tới dự hội nghị các nhà bảo trợ Donor Conference ở Geneva vào tuần tới để tìm kiếm những giải pháp giúp trả lại hòa bình cho quốc gia phi châu này. Thế theo thống kê mới nhất của Liên Hiệp Quốc, có hơn 13 triệu người bản xứ đang rất cần được viện trợ nhân đạo tại Congo, cao gấp 2 lần so với năm ngoái. Trong số này, có 7.7 triệu người bị thiếu hụt lương thực. Ngoài ra, còn có hàng triệu người khác phải đến cư trú tại các khu trại tị nạn ở Burundi và Rwanda. Giới chức trách hy vọng, tại cuộc họp của các nhà bảo trợ, sẽ có khoảng 1.7 tỷ Mỹ Kim được quyên góp cho người dân Congo. Trong khi đó, thì cựu Tổng thống Lula của Brazil đã tới trại giam để thụ án 12 năm tù. Thưa quý vị, cựu Tổng thống tai tiếng Lula của Brazil đã vừa có mặt tại nhà tù Curitiba vào ngày thứ Bảy 7 tháng 4 để thụ bản án 12 năm tù vì các tội danh tham nhũng sau vài ngày cố thủ trong một tòa nhà để đối đầu với lực lượng an ninh. Truyền thông địa phương cho biết ông Lula đã được trực thăng chở tới nhà tù vào lúc nửa đêm, trong bối cảnh có nhiều người dân cùng nhau xuống đường ăn mừng. Ông Lula đã bị cáo buộc nhận tội hối lộ trị giá 3,7 triệu reais, tương đương 1,2 triệu Mỹ Kim, từ công ty kỹ thuật OAS. Các công tố viên nói rằng công ty này đã giao một căn nhà cao cấp của ông Lula để đổi lấy hợp đồng với công ty dầu khí quốc gia Petróleo Brasileiro. Hơn 90 doanh gia và chính trị gia quyền lực ở Brazil đã bị truy tố. Trong khi có đến hơn 1/3 giới chức trong chính phủ của đương kim Tổng thống Brazil Michel Temer bị sa thải vì tội tham nhũng. Đây là một phần của chiến dịch bài trừ tham nhũng Operation Car Wash do chính phủ Brazil khởi xướng suốt thời gian qua. Thưa quý vị, nhiều người nhập cư Trung Mỹ tới biểu tình trước Tòa đại sứ Hoa Kỳ ở thủ đô Mexico City. Nhiều người trong số làn sóng di dân bất hợp pháp đến từ Trung Mỹ sau khi đặt chân tới Mễ Tây Cơ đã tới biểu tình để phản đối Tổng thống Donald Trump ngay trước khuôn viên Tòa đại sứ Hoa Kỳ ở thủ đô Mexico City vào hôm thứ Bảy 7 tháng 4. Mục đích của cuộc tuần hành là nhằm để lên án chính sách đàn áp người nhập cư khắt khe của nhà lãnh đạo này, cũng như kêu gọi công lý cho các di dân. Giới chức trách Mễ Tây Cơ đang bắt đầu cung cấp visa tạm thời cho những người nhập cư bất hợp pháp đến từ Trung Mỹ. Trong bối cảnh có hàng ngàn di dân lậu đang đổ xô về vùng biên giới Hoa Kỳ trong suốt vài ngày qua, nhiều người nhập cư đã bày tỏ mong muốn vượt biên vào lãnh thổ Hoa Kỳ. Ông Trump đã cảnh báo tình trạng an ninh trong khu vực biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico đang ngày một lỏng lẻo và đồng thời cam kết phái nhiều binh sĩ tới giữ an ninh trong khu vực cho đến khi bức tường được xây xong. Thành trì của phe đối lập bị tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria. Thưa quý vị, một đoạn video đăng trên mạng xã hội vào ngày thứ Bảy 7 tháng 4 đã quay lại được cảnh tượng nhiều người dân, trong đó đa phần là trẻ em, đang được điều trị bên trong một phòng mạch sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học do quân chính phủ thực hiện tại thành phố Duma của Syria. Một nhóm chiến binh nổi dậy trong khu vực đã cáo buộc quân đội Damascus là thủ phạm đứng sau vụ tấn công, nhắm vào mục tiêu thường dân ở mạng đông tỉnh Ghouta, khiến cho ít nhất 35 người bị thiệt mạng. Lực lượng quân chính phủ vào cùng ngày đã lên tiếng bác bỏ thông tin này. Quân đội Syria hiện đang kiểm soát một phần lớn lãnh thổ ở mạng đông Ghouta. Thị trấn Duma là thành trì cuối cùng còn nằm trong tay phe nổi dậy. Cơ quan cứu trợ nhân đạo SAMS nói rằng một bệnh viện ở Duma đã bị dội bom chloride, khiến cho 6 người bị tử vong. Đường xá đang được xây dựng tại trại tị nạn dành cho người Hồi giáo Rohingya. Thưa quý vị, một con đường dẫn vào trại tị nạn dành cho người Hồi giáo Rohingya lớn nhất ở Bangladesh hiện đang trong tiến trình xây cất nhằm mục đích giúp cho những người này đối phó với mùa mưa sắp diễn ra. Cùng với sự trợ giúp của chính quyền Bangladesh và các cơ quan nhân đạo quốc tế, những người tị nạn thuộc cộng đồng Hồi giáo Rohingya đến từ Miến Điện đã tiến hành xây dựng đường xá và ống thoát nước để chuẩn bị đối phó với mùa mưa trong khu vực Khors Bazar. Họ đã sử dụng thân tre để làm kiên cố nhà cửa,
đồng thời nhờ tới những bao cát để ngăn cản nước lũ tràn vào trong trường hợp có thiên tai. Liên Hiệp Quốc ước tính có gần 700.000 người Hồi giáo Rohingya đã rời bỏ nhà cửa ở Miến Điện để sang tị nạn tại quốc gia láng giềng Bangladesh sau chiến dịch đàn áp của quân đội Napiathor vào hồi tháng 8 vừa qua tại tiểu bang Rakhine. Các cơ quan cứu trợ đã cảnh báo về việc có hàng ngàn người Rohingya ở Bangladesh cần được cung cấp lương thực khẩn cấp, trong đó có nhiều trẻ em. Giới chức trách đồng thời lo ngại rằng mưa lớn sẽ gây ngập lụt tại trại tị nạn Balukali, khiến cho hơn 85.000 người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Bản tin liên quan đến Á Châu, thưa quý vị, nam diễn viên người Ấn Độ được phép tại ngoại hầu tra sau 2 ngày ngồi tù. Ngôi sao nổi tiếng của làng điện ảnh Bollywood Salman Khan, người từng bị tuyên án 5 năm tù vì tội sát hại động vật hoang dã vào ngày thứ Năm 5 tháng 4, đã được phép tại ngoại hầu tra. Vụ xét xử Salman Khan đã được thu hút quan tâm của hàng chục triệu khán giả hâm mộ suốt nhiều ngày qua. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, Salman Khan đã được phóng thích khỏi tù vào ngày thứ Bảy 7 tháng 4. Để đón chào sự trở về của nam tài tử, nhiều người đã tới đốt pháo hoa ngay trước nhà của ông tại thành phố Mumbai, cũng như tòa án tại thành phố Jaipur thuộc tỉnh Rajasthan. Nam diễn viên Salman Khan, 52 tuổi, đã bị truy tố đội danh sát hại động vật hoang dã có nguy cơ bị tuyệt chủng vào năm 1998. Suốt gần 2 thập niên qua, các rắc rối liên quan tới pháp lý đã luôn theo đuổi Salman Khan. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin Thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, xin mời quý vị cùng đến với các bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và đời sống.